Em đã bắt anh ấy lựa chọn hoặc là ly dị chị và cưới em, hoặc là những tấm hình này sẽ lan tràn khắp công ty anh ấy. Chị chồng chị quyết định như thế nào? Nghỉ việc. Anh ấy nghỉ việc rồi sao? Phải. Dù anh ấy vừa được bổ nhiệm là giám đốc của một chi nhánh. Tức là anh ấy không chấp nhận tiếp tục mối quan hệ với em. Chị à, chị không nhận ra chị đang phá nát cái tương lai tươi đẹp của anh ấy đó. Chị đâu có bắt anh ấy nghĩ gì. Hai người quen nhau bao lâu rồi? 2 tháng. Gặp nhau ở đâu? Ở nhà hàng nơi em làm tiếp thị bia. Sao em nói em là con của sếp chồng chị? Bộ là con gái của sếp thì không làm tiếp thị bia à? Vậy sao lại đi bán bia? Chị đừng hỏi lôi thôi nữa. Chị chỉ cần cho em biết chị có ly dị hay không. Ly dị không phải là do một mình chị quyết định. Chị à, chị vẫn chưa nhận ra sao? Chị không phải là người anh ấy cần. Người anh ấy cần là em. Em có thể cho anh ấy tất cả những gì anh ấy muốn, tất cả những gì mà anh ấy cần. Em biết anh ấy muốn gì sao? Anh ấy đang cần một người biết chia sẻ như em. Anh ấy muốn cái ghế giám đốc. Và anh ấy còn cần cả... Cả cái gì? Đứa con của em nữa. Em có thai à? Là của chồng chị. Phải. Và bây giờ em không thể nào sống thiếu anh ấy. Nhưng anh ấy thì sao? Anh ấy có cần em không? Chỉ cần chị đồng ý ly dị thôi, những chuyện còn lại em sẽ lo. Nếu chị không được ý thì sao? Em sẽ đến và gặp ba má anh ấy và cả 2 đứa con của anh ấy nữa. Em biết rồi. Cảm ơn anh. Em đi học nha. Ừ. Có chuyện gì hả chị? Ờ không. Lại chị mày bảo hôm bữa đó đúng không? Không phải. Anh bị bịp rủ chị tối nay đi ăn tiệc á. Hai người tới vậy luôn rồi hả? Là sao? Thân thiết quá còn gì nữa. Khủng quá à. Tiệc công ty ảnh mời công ty chị chứ có gì đâu. Chị đi đi chần chừ gì nữa. Mà anh nói là anh sẽ qua chở chị. Trời, trước mặt đồng nghiệp mà vậy. Chị ngại thì từ chối đi, đừng đi nữa. Chị không muốn. Chị không muốn là tại chị cũng thích đúng không? Thiệt ra hai người tới đâu rồi, kể cho em nghe coi. Cái con nhỏ này
Có ai nói ra cái gì đâu mà tới đâu. Thì ảnh không nói thì chị mở lời trước đi. Khùng hả? Có ai đời cọc đi tìm trâu? Thời buổi này mà cọc với trâu cái gì, toàn mấy cày không à. Anh không nói, chị không nói, vậy hai người cứ dở dở ương ương vậy hả? Mà tại sao chị phải nói? Chị đâu có tình cảm gì với anh ta đâu. Khoái thấy mồ bị đặt. Cái con nhỏ này muốn chị đánh hả? Được rồi, chị không có thích anh ta đúng không? Ừ. Nhưng mà chị có muốn biết là tình cảm anh ta dành cho chị không? Muốn biết thì em chỉ cách cho. Chị có muốn nghe không? Muốn nghe không? Hỏi lần cuối á. Em không nói sao chị nghe? Trời ơi, thiệt tình. Tội nghiệp chị tôi quá. Ai biểu giờ thì nói giờ. Không có yêu ai làm gì. Giờ có nói không? Nói, vậy nè. Buổi tối ăn tiệc, buổi trưa còn được mời em mời đi ăn trưa nữa. Cả đời này chắc không bao giờ quên được ngày hôm nay quá. Giang muốn mời anh Biệt đi ăn là để cảm ơn anh Biệt những chuyện vừa qua. Thiệt tình, người dễ thương cảm ơn cũng dễ thương. Ngoài ra còn một chuyện nhỏ nữa Giang muốn anh Biệt giúp. Chuyện gì? Là chuyện đi ăn tiệc chiều nay á. Anh Biệt để Giang tự đi thì hơn ha. Chuyện đó có gì đâu mà em căng thẳng vậy? Thật ra thì Giang không có ý gì khác đâu. Nhưng mà mấy bạn đồng nghiệp ở công ty Giang á, nhiều chuyện lắm. Em sợ mọi người hiểu lầm à? Thẳng thắn mà nói thì rõ ràng là mình không có quan hệ gì đặc biệt hết. Cho nên Giang mong là anh Biệt đừng có làm cho họ hiểu lầm nha. Yeah. Thì ra theo Giang, tụi mình vẫn là những người xa lạ phải không? Trước đây mình cũng có gặp gỡ một thời gian. Nhưng mà là vì công việc cho nên... Với lại những chuyện xảy ra vừa qua, Giang không muốn là mọi người hiểu lầm nhiều hơn. Giang nói vậy anh hiểu rồi. Thôi, mình ăn đi. Giang nói như vậy là chỉ muốn tốt hơn cho anh và Giang thôi. Chứ ngoài ra không có ý gì khác đâu nha. Mà... hình như là anh cũng khẳng định mình không có quan hệ gì đặc biệt hết đúng không? Giang yên tâm, anh hiểu mà. Ăn đi. Anh không giận hả? Có gì đâu mà phải giận. Vậy thì tốt rồi. Quan hệ giữa hai đứa mình đó là gặp nhau một hai ngày vì công việc thôi đúng không? Thì đương nhiên là như vậy rồi. Chứ em nghĩ là giữa mình còn có gì thân mật hơn nữa hả? Anh nghĩ vậy là đúng vậy rồi. Thì vậy nên mới lo nè. Sợ mọi người đồn đại tùm lum. Cũng may là Giang mở lời trước, thiệt đỡ cho anh ghê. Chứ lỡ như mà bạn gái anh mà biết được á. Anh có bạn gái rồi. Mày tính mày đốt nhà đây à? Con đang nấu cơm.
Rồi sao lại phải thổi cơm thế này? Trời ơi, con đòi đi bán. Chồng con nói là con phải nấu cơm bằng bếp củi được thì mới cấp vốn. Con mà biết cực khổ như vậy, con tham gia chương trình vượt lên chính mình còn sướng hơn. Hè. Nội, nội hiểu rồi, nội vô nghỉ đi để con nấu cơm. Lắm trò. Sao tự nhiên nồi cơm nó cạn queo nước hả? Dạ, lửa sắp tắt rồi, củi nhỏ xíu sao nó cháy nổi? Sao má biểu, con chùm củi nhỏ thôi. Khối chứ gì? Hả? Chùm củi lớn hả? Dạ. Nhưng mà củi lớn rồi lửa nhỏ xíu rồi sao nó cháy nổi? Đổ dầu hôi vô. À, dạ. Má ơi, có cần phải thêm nước cho nồi cơm không? Không cần hả? Dạ rồi, con biết rồi. Bây giờ con vô lấy nồi dầu hôi nha. Rồi có gì con gọi điện con hỏi má nữa nha. Rồi, canh điện thoại nha má. Dạ. Chưa, xem không nói gì đi. Anh muốn em nói gì nữa bây giờ? Má cũng biết chuyện rồi đó. Anh không có làm sai gì cả. Thật sự là không có gì sai sao? Đúng là anh có thân thiết cô bé đó, nhưng mà mọi chuyện không có như em nghĩ Dương à. Vậy cái thai trong bụng cô bé đó thì sao? Cái thai nào? Anh không biết là cô ta có thai à? Dương à, có những lúc anh cư xử không đúng, nhưng có một điều chắc chắn là anh chưa bao giờ làm điều gì phản bội em. Anh có thể đứng trước mặt con mình mà nói điều đó, em không tin anh sao? Dù sao thì anh cũng đã lừa dối em. Anh có quan hệ với cô bé đó mà không nói cho em biết. Đúng là anh không có kể cho em nghe, nhưng em biết là lúc đó anh không thể nói chuyện với em được. Tại sao anh nói được với người Dương mà không nói được với em? Lúc đó anh không được thăng chức, anh đã có cảm giác bị thất bại. Về đến nhà, má nói này nói kia,
anh càng có cảm giác bị thất bại. Nhưng em không hề nói gì mà. Đúng. Chính vì em không than thở gì, không phạm lỗi lầm gì, dù khó khăn nào em cũng vui vẻ chịu đựng nhẫn nhịn. Và cũng chính vì em là một người vợ hoàn hảo, bởi vậy em không chia sẻ được mọi việc với chồng thì làm sao mà hoàn hảo được. Em đã rất muốn chia sẻ mọi thứ với anh, nhưng cuối cùng thì anh không nói gì với em hết. Vợ chồng mình có khoảng cách như vậy từ bao giờ vậy? Lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi ăn cùng nhau. Cái lần gần nhất cũng phải nhờ đến thằng Biệt. Anh cũng không chở em và con đi mua sắm gì, mà em thì không bao giờ đòi hỏi. Có phải vì anh mà em không dám ăn ngon mặc đẹp phải không? Anh biết là không phải như vậy mà. Anh mong được lo lắng và bảo vệ cho gia đình mình biết bao. Sao má? Chị ơi, Dung lấy cho má ly nước, đôi đũa, lẹ lẹ. Dạ dạ dạ. Bé thì thông minh đó, tầm tầm chính xong rồi à, nấu có nồi cơm không cũng không biết nữa. Chàng ơi dở quá vậy, phục ráng dữ lắm rồi chú bộ. Mạnh vô nha. Tự nhiên cô Giang với các bạn tự nhiên. Tâm em chồng con bạn mà sẽ. Cảm ơn. Cảm ơn. Vô đi, vô. Rồi. Rồi, 1, 2, 3 nè, 1, 2, 3.
1, 2, 3, vô. Sếp ơi, sếp Giang dùng nha. Sếp thấy không, công nhận em dẫn vô cái nhà hàng này quá ngon đúng không sếp? Đúng sách rồi đúng không anh? Đúng, 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 đúng. Em là người đặt, người đặt á. Phải khi làm việc á mà nhanh nhẩu như dùng giống như ăn uống á, đỡ tôi lắm. Em cũng xin rồi đúng không anh? Đúng rồi sếp. Bây giờ sẵn đây thì một lần nữa tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn nhà báo, nhất là cô Hương Trang đây. Dạ. Bây giờ nâng ly, nâng chúc sức khỏe một lần nữa. Dạ. Vô. Một và tự nhiên nha. À, Giang à. Dạ. Sao sếp em bữa nay không nhím chút thời gian tới giữ cho nó vui? Tại vì sếp em bận chuyện quan trọng quá cho nên không tới được, chứ nó là sếp em cũng tới rồi. Cái lão này chắc có ngày phải xử một trận mới được. Trời ơi, để xử xử giờ lo xử đồ ăn đó. Ở đây nè. Sếp giờ ăn đói không. Đói người. Tao chuẩn bị cho sếp. Được rồi, thử đi. Mà các bạn ơi, cho tôi nói, chắc có lẽ đã tới giờ ăn uống một chút không? Hỏi sao? Yên tâm, tôi sẵn toán hết rồi. Sếp, đút cái gì mà đút? Còn tăng hai ngủ. Còn rồi. Từng tuổi này mà tăng 2, tăng 3 triệu đời sao nổi các ông các bà. Thôi cho tôi rút theo, xin lỗi nha em. Nhưng mà sếp, sếp đi vậy tội thêm quá. Đúng rồi. Đạo diễn như tôi nó phao. Thôi lo vui chơi thoải mái đi. Nhớ đem qua đơn về. Cứ tự nhiên nha cô Giang và các bạn. Rồi các anh em. Rồi dạ, dạ. Xin lỗi. Dạ. Yên tâm. Xin đi cẩn thận. Xin lỗi sếp. Rồi. Tiếp tục đi. Hả? Thoải mái chơi nha. Đây. Sao sao no hả? Quá. Hay là bây giờ mình đi tăng 2 đi được không? Đi đâu. Đi được đó. Giang cũng đi với chúng tôi nha. Đi, Giang. Đương nhiên rồi. Đi. Thôi mình đi đi. Tôi sẽ là người dẫn đường, nhanh lên. Đi chào em nữa. Đây, đi. Em ơi. Dạ. Em tự nấu thật đó hả? Vợ chồng mà không tin tưởng nhau dễ ly dị lắm đó. Anh nghe em nói cách nấu cơm nè. Đầu tiên á là mình nấu lửa nhỏ trước, rồi mới đến lửa lớn sau. Khi mà cơm sôi lấy đôi đũa khuấy nồi cơm lên. Nếu mà nước nhiều quá thì bớt nước ra để cơm đừng có bị nhão đó. Giỏi quá ta. Con giận. Mẹ con vừa khéo thật ý. Dạ. Ủa, nội, má vợ con sao nữa? Không, bà bảo là mẹ vợ mày khéo, cho nên mới đẻ ra con Phượng. Nó giỏi giang và nó khéo chứ nào. Dạ, má con giỏi lắm đó nội. Vậy mà con tưởng bà ngoại thằng Minh có đi nấu chùm chứ. Em, dạ. Lên mẹ má cho ăn cơm. Anh ơi, vậy là em đậu không? Lên mời má cho ăn cơm. Dạ. Con, dạ. Bát đủ không? Dạ, dạ. Ăn bốc à? Dạ, con mời má xuống ăn cơm. Ừ. Dạ. Thưa má con mới về. Về rồi hả? Dạ. Vợ con đâu? Sao không đưa nó về? Ủa, vợ con chưa về hả má? Cái gì vậy? Nó nói nó qua nhà cậu con Linh mà con không biết hả? Con nghe nói nhưng mà con tưởng giờ này cổ về rồi chứ.
Khắc à. Dạ. Con phải quan tâm tới vợ con nhiều hơn nữa đó. Dạ. Không phải có được một người vợ như vậy là dễ đâu nha. Đừng có làm điều gì mà không phải đối với nó. Con biết mà má. Con biết hả? Con biết mà con dẫn con nhỏ đó đi ăn kem ăn bánh hoài là sao vậy? Nó là con gái. Còn con đã có gia đình rồi. Con biết. Tắm rửa đi, rồi đi ăn cơm. Gì đâu, giờ này chưa vậy? Nếu em... Gửi tiền. Cảm ơn. Em đi đâu mà giờ này mới về? Em đi có chút việc mà. Hồi nãy má có hỏi em đó. Ủa hồi trưa em có điện thoại về xin phép má là đến tối mới về mà. Thì má chỉ hỏi vậy thôi mà. Đi vô nhà đi. Dạ. Chơi sao vậy? Cảm ơn anh đã đưa người xa lạ về nhà. Có gì đâu. Tôi cũng chỉ vì phép lịch sự thôi. Hy vọng là Giang không hiểu lầm. Tôi biết. Ví dụ như những người ở công ty anh không kêu đưa tôi về nhà, chắc là anh cũng sẽ không đưa đúng. Giang hiểu được như vậy tuyệt đối cho tôi quá. Còn cái nón hôm trước nữa, để tôi gửi lại cho anh nha. Thôi, cái đó tôi mua cho Giang mà. Giang cứ giữ đi. Từ ra trở đi tôi với anh đâu có việc gì nữa đâu mà phải gặp nhau. Cho nên tôi giữ làm gì. À ha.
Một khi mà Giang đã muốn như vậy á, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Tôi muốn hả? Tôi nghĩ anh là người muốn như vậy thì đúng hơn á. Lúc chiều ở tiệc, chẳng phải là anh đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi sao? Thái độ tôi làm sao? Thái độ của anh như thế nào thì tự anh biết. Nhưng mà chính Giang kêu tôi phải có thái độ như vậy mà. Tôi kêu hồi nào? Thì mới trưa nay, Giang mời tôi đi ăn trưa, Giang nói á là chúng ta không nên thân mật trước mặt mọi người nữa, dễ làm cho mọi người hiểu lầm. Tôi đã làm đúng lời Giang rồi còn gì nữa. Bộ tôi nói như thế nào là anh làm như thế đó hả? Thì chứ Giang muốn sao? Tôi xin lỗi. Chính tôi là người muốn như vậy. Tại vì tôi nghĩ là... Không. Tại vì thật sự anh coi tôi là người không quen biết, cho nên anh mới cư xử như vậy, đúng không? Nhưng mà chính Giang cũng coi tôi là người không quen biết vậy mà. Xin lỗi đã làm phiền anh. Giang à, lúc nào Giang cũng nói tôi coi Giang là người xa lạ, nhưng mà đối với Giang á, tôi cũng như vậy, đúng không? Anh thật sự không hiểu chút nào về tôi hết á. Đường mực đen anh. Sao vậy? Lỡ mọi người thấy em thì sao? Thu Giang ơi! Thu Giang! Giang ơi! Thu Giang! Con nhỏ này đi đâu rồi ta? Tắt máy là sao? Cho anh không biết mà. Ôi trễ rồi lắm lắm. Về nha. Em mua đồ mới đi rồi cất vô tủ hả? Anh có biết tại sao em mua đồ mới không? Chắc tại những chuyện mà anh nói hôm nay. Em chỉ muốn anh hiểu là em chưa bao giờ thiệt thòi khi làm vợ anh. Anh chưa bao giờ để em phải thiếu thốn cái gì hết. Chẳng qua quần áo không phải là thứ mà em quan tâm. Thì sao hôm nay em lại mua? Hôm nay là lần đầu tiên cả hai đứa nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng. Anh nghĩ một phần là tại em. Lúc nào em cũng chỉ lo chu toàn bổn phận dâu thảo mẹ hiền mà quên mất anh. Em quên là em phải tự làm mới mình để anh vui. Em quên mất là mình cần có thời gian để trò chuyện cùng nhau. Quên mất những điều mà anh mong chờ ở em. Anh
anh thấy em vất vả quá. Còn anh thì không những không giúp được gì mà còn hay trách móc em nữa. Từ nay em sẽ làm mới mình. Từ nay em sẽ sống cho mình nhiều hơn. Em sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa. Anh cũng chỉ mong em được thoải mái vui vẻ. Anh à, cô gái đó, anh đã nói với em rồi, anh cô ta không có gì hết. Nếu em muốn, vợ chồng mình có thể hẹn cô ta để mà nói chuyện. Không phải là em không tin anh, nhưng mà tại vì cô gái đó nói rằng là nếu mà em không đồng ý ly dị á, cô ta sẽ tìm đến nhà mình. Cái gì? Cô ta không có dám làm như vậy đâu. Nhưng mà lỡ cô ta làm thiệt thì sao? Lỡ mà bố má biết chuyện, rồi còn hai đứa nhỏ nữa. Cô ta không biết nhà mình sao mà đến được. Cô ta là con của sếp anh, muốn biết địa chỉ nhà anh dễ gì chơi mà. Sao mà sếp anh để ý đến mấy chuyện này? Và bộ phận nhân sự nữa, đâu có dễ dàng đưa địa chỉ của anh cho cô ta, nhất là khi anh đã xin nghỉ việc. Thì chỉ cần theo dõi anh là biết ngay thôi mà. Thôi được rồi, anh sẽ gặp cô ta để mà nói chuyện. Thật ra thì cô bé đó chỉ cần một người bên cạnh. Trời ơi, cứ vậy như thế thì bẩn hết cả vải. Tại mẹ thích, mẹ mới thế chứ. Mẹ này, cái vải này con lựa cái màu nó không được đẹp lắm nhỉ? Rồi, con mà lựa không đẹp thì trên đời này chả ai lựa đẹp hơn con được đấy. Thế à? Ừ. Thế thì con sẽ mua cho mẹ hoài hoài. Ôi trời, con biết lo nghĩ như thế, mẹ yên tâm rồi. Mà đây Mẫn này, lúc này mẹ cứ hay nghĩ lung tung ấy. Mẹ nghĩ cái gì? Lâu nay mẹ sống là anh Cần lo cho mẹ, đúng không nào? Thế mà nhờ anh Cần anh mất thì mẹ sống với ai? Trời ơi, con cháu của mẹ nó cả bầy, mẹ không phải lo. Trên đời này chả ai bằng con mình rứt ruột đẻ ra đâu con ạ. Mà con được như thế rồi. Thế anh Cần mà có mất thì mẹ dựa vào con. Mẹ có chỗ tựa rồi. Mẹ nói thật đấy hả? Ừ. Thế mẹ tính dựa vào con à? Thế không phải à? Ừ. Mạnh. Dạ. Thế nếu còn chết thì mẹ ở với ai? Thế người ta chết hết mẹ không chết à? Ừ nhỉ. Mẹ. Con nói thật với mẹ nhé, nuôi mẹ là không có vấn đề gì. Mẹ con mình ăn uống như thế nào nó cũng xong. Quan trọng ở đây á là cái chỗ ở đấy. Thế mình cứ ở đây chứ có sao đâu nào. Liệu ở mãi có được không? Chả nhẽ thằng khác nó đuổi mẹ con mình ra đường à? Nào ai biết được chữ ngờ. Thằng khác thì alo, chú đây. Sao rồi? Chuyện của con sao rồi? À,
gặp vợ anh ta rồi hả? Thế cô nói sao? Cô chửa à? Giỏi, giỏi lắm. Ừ, bây giờ thế này nhá, cứ nói chuyện với vợ anh ta, có kết quả gì báo ngay cho chú nhá. Rồi, bye bye nhá. Để chú thêm tí gia vị cuộc sống sẽ động đảo. Dạ, tụi con bình thường mà ba. Dạ, lúc tối con đi ăn với đồng nghiệp ở bên công ty. Trời, ba biết con mà, có bao giờ con về trễ đâu. Dạ. Thu Giang hả? Ba ơi, nó ngủ rồi ba. Em nó ngủ rồi, hồi nãy nó nằm xem phim với con xong rồi lăn ra ngủ nãy giờ luôn á. Ba có muốn con đánh thức nó dậy không? À, ba muốn nghe tiếng nó ngáy hả? Dạ, vậy ba đợi nha. Ba ơi, ba nghe chưa? À, ba nghe rồi hả? Dạ. Nó ngái như một thằng con trai vậy đó. Rồi, vậy nha, ba ngủ ngon. Dạ. Thu Giang, một là em đi luôn nha, hai em về đây em biết tay chị đó. Em về rồi nè chị. Chị tưởng là em bỏ nhà đi luôn rồi chứ. Tại chị về sớm chứ phải tại em về trễ đâu. Cái gì vậy? Bây giờ lỗi là do chị hả? Trời ơi, người ta đi tiệc tùng như chị á thì cũng phải đi tới 11, 12 giờ mới về. Chị mà về trễ đâu thấy em về trễ ha. Đúng rồi. Chẳng những là chị đi tiệc đi tùng mà còn đi này đi nọ đi kia nữa. Bây giờ chị vẫn có mặt ở nhà, còn em đi đâu tới giờ mới về? Em đi cà phê với bạn. Chị hỏi em giờ giới nghiêm của em là mấy giờ? 10 giờ. Thấy chưa? 10 giờ đúng không? Chị cho em tự chọn giờ, rồi bây giờ em lại vi phạm là sao? Chị nhớ lúc mà em xin chị đi 11 giờ không? Chị nhớ chị nói làm sao không? 11 giờ à, gần nửa đêm rồi à. Sớm xíu được không em? Ý em là chị ép em về cái giờ mà em không muốn chứ gì? Tại bạn em nó về trễ mà chị. Bộ bạn em nó về trễ là em phải về trễ hả? Nó làm cái gì là em phải làm cái đó ha? Nó là Thu Giang hay em là Thu Giang? Nhưng mà em với nó không có gì khác nhau đâu. Em cũng muốn đi chơi giờ. Em muốn làm cái gì mà em thích. Hồi nãy ba gọi lên đó. Ví dụ như chị về không kịp thì ai bắt máy? Rồi ba lo lắng làm sao? Em xin lỗi, mốt em vậy nữa. Chị cấm nghe chưa? Dứt khoát là mai mốt nói mấy giờ thì giờ đó phải về. Không có được để cho người khác lo lắng. Dạ.